có cái chợ nổi nổi tiếng thế giới Đâm Nơn Sà Đuột nè mọi người. Đó, có thuyền bè gì đó. Cái chợ này thiệt ra là đi cuối tuần đó, thứ bảy chủ nhật đó, thì nó mới sôi nọ động lận. Nhưng mà Johnny không có thời gian nhiều á, Johnny không có đợi được. Johnny đi vào thứ năm. Đây, các cô cái bán chuối nè, xuống phụ các cô bán chuối thiên đường ẩm thực Thái Lan. Bán đồ xong là lấy cái cây móc đưa tiền ra. Xin chào. Wow, có bán cây trên này nữa. Mọi người thấy không? Ở trên đây thì cũng bán đồ luôn á, mũ, túi xách, mấy cái đồ ấy á mọi người. Còn dưới đây là bán thuyền. Mình xuống mình mướn thuyền chở mình đi cũng được luôn á. Bây giờ là thứ năm mà vẫn có chợ luôn. Thiệt ra cái chợ đây là thứ bảy chủ nhật, nhưng mà dịch á, dịch cho nên nó vắng, chứ không là đông đúc nhộn nhịp xỉu luôn á. Wow, bánh này, cái bánh này, cái bánh nó nổi tiếng Thái Lan nữa thôi. Cái bánh nó cũng hay ăn. Cô nó rửa chén rồi mọi người. Wow, rửa chén ở đây luôn. Hay quá, bán hủ tiếu nè. Có nhiều mặt hàng quá. Wow, nổi tiếng Thái Lan, mango and sticky rice. Cảm ơn. Đây, cô đã mời nhưng mà mình không có ăn. Không biết cô có nhăn không, chứ không dám nhìn nữa. No quá, tại vì ăn đồ ăn trước, chưa có ăn tráng miệng. Đó, ngồi ở trên đây ăn của cô đó này, cô đó làm nè. Cái anh này, ảnh ngồi trên đây cho cô đó, cô làm hủ tiếu. Nhưng mà mình đi dọc một cái mình coi. Ở đây là cái bán quần vaccine Thái Lan. Bưởi bụ quá ha. Pomelo. Quảnh. Cô nó ngọt. Cô mời, cô cười. Cô kêu ngọt lắm đó nha. Đây trên đang có coffee and beverage nữa nè mọi người. Đó, chị để mua xoài nè. Wow, xoài Thái Lan đó. Chuối xếp đẹp quá ha. Người ta xếp ngăn nắp quá. Rò nít nưng nè. Cô nói lấy sôm ô á hả? Chuối là ở bên Thái Lan. Gì? Bưởi ở bên Thái Lan người ta kêu là sôm ô. Đây là chuối nè, chuối nhỏ nhỏ dễ thương quá ha. Bánh chua thịt heo à cô nó thịt heo nè, thịt heo chiên. Ở đây là 30 bạt này mọi người. 30 bạt là cái gì vậy? Chắc là có người nữa dẫn đi chơi hả, làm gì rẻ gì đâu, không dám đâu. 30 bạt chắc là hủ tiếu gì á. Cái đây là cô đây, cô chở đi chơi hả ta? Khôn bay thiêu hả? Rắp khôn ra ca thấu rây nè khắp. 400 hả? 1 khôn đó hả? Mão Lâm. Chọn một đó hả? Ok. 400 là một 400 bạt đó mọi người. Nhưng mà cô nói cái thuyền này có người thuê rồi. Mình đi hỏi tiếp thử. Này Boss Survive này, ở trên đây mình có thể hỏi được mấy người đây. Nhưng mà không biết đi một mình thì nó mắc hơn. Thí dụ đi nhiều người thì chia tiền ra nó rẻ. Chứ còn cho đi một mình không biết nhiêu tiền ta. Đi đâu, ra hướng này nè hả? Bay thiêu hả gấp? Hả ní bay thiêu hả? Bay chuôn hả? Bay hôm nay, hôm nay cho bay rưa rồi. Hả? Bay rưa rồi. Bay rưa hả? Dăng ngay, bay dăng ngay. Thấu chân ra cả, thấu ra hả? Bay chấm môn á. 300. 1 chấm môn á hả? Mà con điêu mà lót hay nồi đài mấy không? Hả? Lót hay nồi. 500-400. Hả? Bộ có tỷ 400 à. 400 bạc là 1 giờ. ไปไม่ล่ะ300 ไปไม่ล่ะเหลือเรือให้ไปไหมถ้าไปเหลือเรือให้ลำนึงไปไหมตกลงไหมล่ะ300ครับ300ถ้าคนก็เยอะก็400เหมือนกันเหรอใช่คนเยอะ400นี่คนเดียวก็ปีไป300ไอ้แม่เหลือคนเยอะล่ะคนเยอะก็400ก็4คนก็1คน100เหรออ๋อก็มาเช่าเหมาลำเลยฮะเหมาลำนี่1ลำเช่าเหมาลำเลย300 400เงี้ยเหมาลำ1คนน่ะอันนั้นมุ้งมีเรือมั้ยถ้ามีเรือมั้ย
Anh đó anh muốn mình đi anh lại hỏi. Ê, mình nói có học bạn á. Đi đi bạn làm đi. Để đó lo bếp nha. Đi đi bạn. Anh kêu hả? Có học đi bạn. Có cái ông kêu ông lấy cái hả? Có lót nó ở đây mấy? Lót ít đây mấy? Lót thế này, ông nghĩ là phòng 250. Nói luôn đi, có học lừa bây giờ. 250. 250 cái thằng. Nó hay đấy nè. 250. Tin hả? 250 hả? 200 đây mấy? 200 đây mấy? Con điêu bay mấy cái cài là cài. Bay rốt mấy cái cài mà. Cái bồn á, cái lập tà lạt 200, cái lập tà lạt á. Hả? Lập tà lạt 200. 1 chiều mông chứ mấy? 1 chiều mông 250, tháp lập tà lạt 200. 1 chiều mông... Ồ, mấy đai chứ. Mấy, nà, ăn nà. Rốt hay léo nè, mì lứa bà, mì mì. Mấy mì á, mấy mì lứa không phải bay mấy đai. Mấy mì rồi. Bởi vì mình mì được tròn mới léo. Tròn một lời hả? Buôn có mì mấy mì hả? 6 lần nó tròn mới léo. Mấy mì thế mấy? Ồ có cái thuyền nhỏ nhỏ bên kia thương quá. Ồ cái thuyền này nhỏ nhỏ lét lét mà na lắc hả? Ồ lét lét na lắc. Lét lét na lắc. Không không, mấy khá mấy khá. Ồ mấy mì lừa đuôi. Thăm mì lừa có ao hay. Đó cái cô đó, cô đi thuyền nhỏ dễ thương quá, cô truyền cái trái xoài cho cô kia, cô kia cảm ơn. Bài mông á hả? Bài mông rồi đai mát, bài mông mà rồi thế nè. Các du khách Tây người ta xuống đi du thuyền này mọi người đó, 400 á, là rẻ, đi nhiều chia rẻ. Tại vì tôi đang nghe không tôi cũng chịu chơi đó. Trả giá rồi mệt quá. Mà cái anh người Thái mà làm hướng dẫn viên, anh muốn mình đi free. Anh cho mình đi chung cái thuyền này luôn. Mà cái ông kia ông đang bắt khách tôi á, cho nên ông nói là không có cho. Ý là ông muốn tiền á. Ông đây thì muốn cho tôi đi miễn phí do ông có thuyền rồi. Cái tôi ngại quá, thôi tôi lên tôi ăn uống luôn rồi lát tôi đi sau. Tôi bỏ tiền mà tôi đi chứ. Ô người ta ăn trên thuyền này mọi người thấy không đó, người ta ăn trên thuyền. Đi cái thuyền đó. Dễ thương quá. Thằng nhỏ không có thuyền đi, không có tiền đi thuyền, mắc cười xỉu, ngồi đây chơi. Ngồi đây ngắm người ta chứ đâu có tiền đi thuyền. Nói cho trò này đi mướn xe đi tới đây rồi rất là xa, 15 17 km lần đó. Là tốn tiền lắm. Đi dòng đi dòng về là tốn cả 500 baht đó mọi người, cho nên là nếu mà thuê cái đây 400 baht rồi là giống như là 1000 baht luôn á. Nhưng mà mình được người ta cho đi miễn phí mà cái anh kia anh đang trả giá mình 200 á. Mà cái tự nhiên tôi ngại, tôi được cho đi mình dám đi nữa, sợ bị chửi. Đó người ta khách Tây cũng đông ghê á. Bữa nay không phải thứ bảy chủ nhật mà người ta đi cũng đông này, thấy không? Khách Tây đi quá trời tua luôn. Mấy cái thuyền đây là người ta đặt hết rồi đó mọi người. Quá trời khách du lịch luôn mọi người ơi, tưởng không có ai ngồi đông. Nè khách Tây mà trẻ đi đông ghê luôn nè, xuống thuyền đó mọi người. Johnny chắc là đợi 1 giờ quay lại đi. 200 baht, 250 hay 200 baht tùy. Chắc 250 á. Chứ 200 baht ông nói đi có một vòng là đâu có tới 1 tiếng, 250 được 1 tiếng. Cái cô đó cũng mơ xoài hoài luôn. Ở đây có bia nè mọi người. Water and beer, Coca-Cola. Thải video. Anh mời, anh nghe tôi nói anh mời kìa. Dễ thương quá ha. Coca Cola, bia rồi. Nhiều mặt hàng kìa, bắp chuối rồi nữa kìa. Wow, quá trời luôn á. Người ta thích 30 baht này là gì ta? Hủ tiếu á, chứ hồi nãy 400 baht rồi mà thấy không? Bởi nó đâu có rẻ gì đâu. Đi xe thuyền. Ồ, cô đó có chiên cái gì vậy? Mình sẽ kiếm gì ăn. Kiếm gì ăn trước cho lên thuyền, lát nữa nó rung rưng ăn trên thuyền là ói chết. Nó vui, nó đẹp, quay video đẹp mà ói chết. Có ai cream coconut nữa nè à. Nói người ta tưởng mua mà không mua, người ta chửi không ta. Này ai đi đông vô đi tour thì rẻ nha mọi người, cho nên đi một mình. Tại vì đang khó khăn chứ không tôi chịu chơi, tôi đi liền, 400 tôi đi liền luôn á. Mày giờ khó khăn quá. Ồ, xôi đủ màu hết rồi, màu hồng, màu xanh nè. Người ta ngồi trên đây, người ta ăn dễ thương quá ha. Wow, bán mấy cái đồ lưu niệm đó. Mấy con cú gì á. Mấy cái đồ vật, túi sách. Tượng Phật quá trời luôn nè mọi người. Wow, tượng Phật ở dưới rồi, tượng ma quỷ ở trên kìa. Tượng ma quỷ ở trên kìa. Bán Phật ở dưới, còn bán ma quỷ ở trên.
Đó, thấy không? Ma quỷ kìa, hình ma quỷ rồi tao nó láo đâu. Đó, ma quỷ ở trên nè. Có mặt hàng nó đóng cửa là do không phải thứ bảy chủ nhật á. Có nhiều người không phải thứ bảy chủ nhật không có bán. Lời ít quá không bán. Thứ bảy chủ nhật đông khách, ô con nhện. Người ta nhìn. À, rà bảo là túi sách đó mọi người. À, cái đường thốt nốt người ta bán nhiều ghê. À, ở đây là dừa nước. Hồi nãy trên cái đường đi tới đây là đẹp, dừa nước đẹp quá trời đẹp luôn mọi người. Mấy cái áo Thái Lan. Đi qua bên này thử nha. Coi khác gì bên đó không? Có rẻ hơn. Tôi qua tao hỏi giá tiếp. Thiệt ra hỏi là để cho mọi người biết á, chứ không phải là Johnny đi trả giá đâu. Quay cho nó, cho mọi người biết sẽ như thế nào á. Năng thiếu mấy tháng? À, năng thiếu. Năng mấy tháng? Mấy khóc. Mày là cổ muốn mời mình ngồi để chơi. À, hình của đất vua nè mọi người. Hoàng hậu đất vua này hồi xưa nè. Ồ, các thần dân rất là kính trọng đức vua luôn á. Đi tới xong sẽ chạy qua bên kia kìa đó. Hello. Sau đó chạy qua cầu qua bên khu bên kia kìa, bên kia đông hơn. Chú đó, chú chở mấy người này đi nè, người Thái Lan á. Người trong nước cũng đi du lịch nhiều lắm á, giống người Việt Nam mình đó, đi du lịch trong nước cũng nhiều. Đó, ở bên đây có cái anh kia, anh che bằng tay luôn ông nội. Che bằng máy thì nó nhanh hơn, còn người anh kia anh che bằng tay. Xuống đó coi thử nha. Che bằng tay mệt. Trời, hồi nãy tôi mắc cười lắm mọi người. Tôi thấy cái cảnh là cái ông đó, ông lấy cái miếng xốp á. Cái miếng xốp mà ông treo thuyền được luôn á mọi người. Cái miếng xốp hình chữ nhật và ông ngồi lên, ông treo lên. Mà do lúc đó đang trả giá không có quay được. Ở đây người ta bỏ miếng xốp là người ta đi luôn á, khỏi tốn tiền. Chắc ta mướn, ta lấy miếng xốp thôi, ta làm cái thuyền, ta khỏi tốn 400 bạc rồi. Đó, cái thuyền này mọi người, đó, cái anh á. Somebody come. Đó, cái cô đó còn treo thuyền bằng tay luôn không? Hay quá ha. À, ma muông nè, xoài me rồi á, chu nhiều, xếp đẹp quá ha. Nó mua rồi đưa tiền cho mấy người đá bằng cái cây á mọi người, mấy người ta lấy cái cây móc cái cây xong móc tiền vô, vui lắm. Chỉ có thế giới chỉ có cái chợ nước mới có kiểu như vậy chứ ai đâu vậy. 1 2 3 4 5 6 7. 7 chị tay. 6. À 7 chị. Ủa 6 chị chứ. 6 chị với thêm chị áo màu tím ngồi sau treo. Treo đừ luôn 400 mệt, được 400 mệt. Người ta treo người ta quen à. Không mệt. Không mệt bằng mình chứ thiệt ra cũng mệt. Trời. Đây, ở trên đây có cái khu bán quần áo với là có cái quán cà phê đẹp quá ha. Có toilet công cộng nữa nè. Toilet Godship Cafe. Hồi nhớ đi Ayutthaya có cái toilet đó 20 bạc luôn. 20 bạc là giống như 17 ngàn vậy đó. 20 là 7, 14, 16, 15 ngàn tùy lúc. Toilet mà 15 ngàn, mắc quá trời mắc luôn. Người Thái còn la làng mà. Đi toilet mà 15 Godship Cafe nè mọi người. Đó, ở đây là có quán cà phê. Cái quán cà phê này cũng ngon quá. Sawadee khap. Mua cà phê uống ở ngoài Africa. Arabica, mấy ao nấm tan này khap. Yen khap. Bạn đài mấy khap. Thao rai khap. À, 45. Còn cho này uống là, nếu mọi người uống đá là 40 bạc này nha. Tự nhiên đi chỗ đây nó có 200 bạc một người này mọi người. Chỉ là 200 bạc một người. Battle Bot 200 bạc, người Motorbot 300 bạc. Minimum 4 đến 6 người là một bot. À, ít nhất là 4 đến 6 người là một thuyền. Anh ấy 201 คน nữa ครับ. À. Chai ครับ. Bot server 1 ชั่ว muong à ครับ. À. Ờ. Mà 1 คน. Chai ครับ, คน điều á. Đây, mình sẽ đi qua bên kia ăn bạch thái. Cái chị kia chị chỉ. Cái chị chỗ quán cà phê kêu là bạch thái nó ngon chỗ đó. Vậy là hồi nãy trả giá quá trời. Mà ai ngờ chỗ đây có 200 bạc, thấy không? Bởi đi mới lòi ra nhiều. 200 bạc một người cho mấy. Wow. Người ta ngủ trên thuyền luôn mọi người. Đây, chỗ đây là thuyền.
chị đó, chị nói là cái trước kia Covid đó là nó mở ở cái chỗ cái chợ này, nó mở rộng lắm, nó mở bên này nữa này, mà Covid đó, nó giờ nó chỉ mở bên này với bên này thôi, cái khu bên này thì nó đóng lại nên không có đông. Chuối rồi nè, bánh trái người ta vừa bán người ta vừa ăn ở dưới đây luôn nè. Wow, có bình ga ở trên thuyền luôn mọi người. Ở đây nè có giá nè, dầm gì á, dầm sen, quán sen, quân sen, quân sen, dầm quân sen nè mọi người, là miếng giống như miếng của mình vậy á. 69 baht xăm tầm nè đó, 60 baht thuyền nè, thuyền đây cũng sạch sẽ đẹp quá, thuyền nó cũng mới ghê á, mấy cái thuyền nhỏ nhỏ dễ thương. Ở đây có nước rửa tay cho mình miễn phí nè nha, mấy cái vòi nước rửa tay miễn phí đó. Chị đây chị bán bạch thay nè, bạch thay ở tiếng Việt mình kêu là bạch thái, bạch thái cho tiếng Thái nó kêu là bạch thay, bạch thay. Chị bán bạch thay chị đi đâu rồi không thấy. Lét tua toilet á, toilet á, มี 50 มี 80 50 ได้ไหมได้เป็นจาน 50จาน 50 ทะเลนะครับทะเลโอเคกุ้งหมึกนะกุ้งหมึกผมชอบกุ้งหมึก50 บาท tưởng 80 บาท cho chị đó, nó có cái dĩa 50 บาท nữa nha, nó không ghi 50 บาท cho mà cho nên muốn hỏi dĩa nhỏ ai ngồi có 50 บาท nữa. Mình đi vô đây khám phá thử có gì nha. Ở trong này nó có quán cà phê sao vậy ta, cái vườn nè, chú gà chó nè, chù cái cây trái mít nó xum xuê luôn á, mít từ mà trên đầu trên đầu cây mà nó xuống dưới cây mà nó vẫn còn nè, quá trời quá đất cái bà mít, trời ơi, dưới đất dưới cái ngọn cây cũng còn luôn á, dưới đất luôn á, nó mọc xuống dưới đất luôn á. Ô cái cây mít này nó xum xuê ác luôn á, từ trên ngọn luôn từ trên ngọn, từ trên trời mít mà nó mọc xuống đất luôn, hay ghê luôn không. Ồ nó có cái nhà hay quá ha, cái nhà chòi nè ở dưới, cái nhà sàn á, cái nhà sàn hay quá ha. Wow, dễ thương ghê, từ trên đất 32 tầng luôn ở trên. Ồ ở trong này dễ thương ghê, trái mít nó công nhận là quá trời quá đất vậy trời. Người Tây người ta đi người ta Tây đi du lịch nè, xách ba lô đi luôn á. Ở đây nó có xe bus đi về Bangkok luôn mọi người, với lại Na Khon Ba Thom luôn á. Cái tỉnh đó cũng có đồ ăn đường phố ngon lắm, mấy chị đó chị chỉ mình đi Na Khon Ba Thom đi, Na Khon Ba Thom được chua. Ở đây nó có quán cà phê dễ thương quá ha, toilet 10 baht nha mọi người, nhìn đi đái. Đây có quán cà phê cũng ngon lành, cành đào luôn á, Italian soda 50 baht. À, khách vô kêu nè, khách Tây nữa đi du lịch quá trời nè, Covid cho mày cũng nhiều người đi du lịch lắm, người ta cũng bị điên hết rồi, ta phải đi du lịch. Đây quán cà phê ngay dưới bờ sông, và ở trên đây là có khách sạn luôn á mọi người, hay quá trời luôn á, quán cà phê rất là đẹp luôn, nó phong cách mình muốn thuê ở khách sạn ở đây cũng được luôn á. Ở ngay bên đây nếu mà không có dịch này nọ hoặc là cuối tuần là rất là đông đúc luôn á, tại vì mình đi đúng không phải là ngày chủ nhật thứ bảy, với lại đang cái mùa dịch chứ hồi xưa là nó đông đúc, nó đẹp lắm, có cái không khí sôi động lắm luôn á. Mình sẽ tới mình hỏi cái quán khách sạn này bao nhiêu một phòng nha, rồi mình review cho mọi người, do mình order bạch thái rồi mình phải lại ăn bạch thái trước. Là Homestay and Cafe Dam Nu Saduk Fort Makin Rion Villa One đó mọi người, ngay chỗ đây luôn nha. Hotel. How much you rent this one day? Approximately 1,000 baht. 1,000 baht one night, huh? Yeah. Wow. Not so expensive. Not so expensive. Maybe the inside. Đó, mọi người thấy cái thuyền nó đi nhanh không? Các cái máy mô tô á, đó. Mình hỏi cái anh người Tây đó, anh kêu là anh thuê 1000 baht một ngày. Yeah, I just travel. I live in a city, Ratchaburi. Ratchaburi. Yeah. Near Bangkok. It's around 20 kilometers from here. Yeah. Not far. But I live in Bangkok. Where you from? France.
friend hả? Friends. Oh, ça va? Salut. Yeah, yeah. I hope you enjoy here. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Mình hỏi cái anh đó, anh nói là 1000 baht đó mọi người. Cái khách sạn này 1000 baht một ngày ngay cái chợ luôn á, mọi người muốn. Thì ô oh, cái chị lái thuyền kìa. Chị lái thuyền giữa đây đẹp quá ha. Nhìn cái phong cảnh hữu tình kìa. Cái khúc này thì nó bự, nghe nó bự đẹp kìa. Cái sông nó bự hơn. Mọi người muốn thì mình có thể thuê cái homestay đó 1000 baht. Nhưng mà có thể canh rẻ hay là trả giá tùy mọi người nha. Mọi người canh hay ăn nay app á, mấy cái app đó. Nhiều khi nó giảm giá. Mấy cái nhà chỗ đây thích phong cách cổ tivi nè. Cassette để mấy cái máy tôi. Wow. Một cái nhà này tôi thích nè. Tôi lên tôi ngủ. Người ta ghép mấy cái cửa sổ lại thành cái nhà không? Hay thiệt á. Ở dưới phơi đồ. Ở bên cạnh có cây mít. Cái mít này là đúng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Mọc mà từ trên ngọn mà xuống dưới đất luôn không? Coi nè. Mọi người coi nè, dưới đất nè. Ô nó xum xuê ác luôn á. Một cây mít gì mà nó xum xuê dễ sợ không? Từ trên ngọn luôn. Thì đó chị làm bà thái cho mình nãy giờ mình đi. Chị lấy cái gạt con rê chị đóng lại cho mình đó. Hay quá ha. Không cần nói thì tôi cũng biết cái này của tôi luôn. Anh ấy khoảng bổm xe máy không? Đó chị đó. Không muốn mà. Có cái gạt rê đóng lại sợ rùi bu đó, bè rùi vô liền. Đây chị có 50 bạc, có con tôm và mực luôn nha. Ngon quá trời ngon. Hiền gì cái chị kia chị mới là đúng. Wow. Đây mình sẽ ăn thử bạch thái 50 bạc ở chợ Đam Nơn Sa Đuộc nào. Ồ có thịt bò thịt heo luôn á. Có mực nữa nè mọi người, ngon quá, 50 bạc rẻ quá nè. Ngon. Tôm. Tôm nó tươi ngon ghê luôn mọi người ơi. Đây là cái phòng ở trong cái chợ đó mọi người, chị đã cho mình vô coi. À, phòng giá ở đây là 1200. Nâng mình sổ lối hả? Anh đi cao lối. Cao lối 900 mọi người. À, promotion. À, bọc cà tì là 1500. Bình thường là 1500. Đó, toilet nè. Wow. Có dầu gội vô đồ miễn phí nha mọi người, sạch sẽ. Có gương đồ ngon lành luôn. À. Free phát lôm, mì e. Nó lắc mát ha. Ồ, có cái gương ngay đây trang điểm này đẹp nè. Trang điểm đi chợ. Sủi mát. TV dày mát ha. Free ha. Ồ, anh ấy Việt Nam hả? Cha Việt Nam nè. Phúc Long nè, trà Phúc Long. À, than đá. Ờ, ca nắm lón ha. 2 khuột. Ờ. Trà hoa sen Việt Nam, trà Lotus. Có dù đồ cho mình, nó lắc mát ha. 900 baht cho mọi người, miễn phí ngủ được 3 người nha. 1, 2, 3. Wow, phòng này ok quá. Mình có cái quán này là cà phê. Cái quán này ok quá luôn á. Khách sạn nó lắc mát xóm mát. Ồ, có view nè. View ở ngoài mưa rơi. Căn phòng mưa rơi mỹ lệ. Thông khải nó lắc. Cái trước ở trước là bán hàng, cái quán bán hàng cà phê. Đây. อันนี้คือ700 อันนี้คือ700 ห้องเล็กค่ะมีเตียงเดี่ยวมีห้องน้ำทุกห้องเหมือนกันใช่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีทีวีมีพัดลมมีแอร์ทุกห้องอ่ะอันนี้700จากพันสองค่ะ700เหรอ6 700 300 บาทอ๋อ700 Khách hàng mới vừa đi ra. Mới làm lại. Ồ, phòng tắm nó cũng rộng rãi ha. Đây là 700 baht đó mọi người. Giảm giá từ 1200. View sụi ha. View có mì na tan nè ha. Mì na tan hẹn. Tôn cuối. Nhìn cái cây chuối.
năng rón karaoke đai hả chín lỏ tè bỏm bỏm rón mượn vua vua rón luôn hát tai một lời. Tôi nói là nhưng mà tôi hát dở lắm, giống như con bò rón vậy á, mọi người sẽ chết hết. Và cười quá trời luôn, đây là mình hát karaoke được luôn á. Wow, đi mát rồi, na lắc hơn. Có cà phê ở trước là sông nước đó, mình nhìn sông nước chạy qua chạy lại, sủi mát rồi ha. Shop anh ấy mi style mát ha, mi bi sệt đó, style bi sệt mát rồi, sủi mát. Anh ấy view ở lại khắp hẻn đu đai mấy khắp view cùi đó, sông này thuyền chạy nè mọi người ở trước đó. Ô anh ấy khải rồi khắp. Ồp hả? Ratchaburi. Thao rai khắp. Bài là 50 và bài là 100 khả. Bài này 50, bài dài 100 bạc. 50 bạc là cái nhỏ, cái lớn 100 bạc nha mọi người. Dễ thương quá ha. Wow, nó lắc mát rồi. Nó lắc mát. Có cái máy may. Bẹp bồ ràn. Dịp ha. May đồ á. Dịp bồ ràn may đồ nè. Còn đi mình đang cho kẹn. Mình đang cho kẹn. อันนี้ตัวเย็นลูกค้าใช้ได้เหรอไม่ค่ะลูกค้าจะใช้เป็นตู้เราค่ะอันนี้ของเราของเราใช้ของชงน้ำอะไรเงี้ยของชงน้ำเกมอ๋อ sau là có ai cho mình nhỉ còn cái này là của cái phòng wow đẹp quá người ta trưng đẹp rồi đó có cái này là rán chứ rán xem mấy khắp rửa riu ra quan rửa vi la quan chứ đong rèm xứ châu khoảng đây cái mọi người cái tên của cái khách sạn này nè nha, ok quá luôn á mọi người, 700 bạc phòng nhỏ mà có phòng nghỉ ngơi hát karaoke được ghê luôn á. Chị đây chị cũng dễ thương, chị giới thiệu cho mình. Ok, phía trước của cái khách sạn với là quán cà phê này mình nhìn xong đi qua đi lại nè đó, mọi người thấy không đó, có khách hàng đi qua đi lại. Chị đã nói là buổi tối ở đây á là đèn đồ lên đẹp lắm, trước covid là ở đây đông đông nghịt luôn, mà ở trước kia có một cái chợ nổi nữa tên là Lẩu Tắc Lắc, cái tên khó nhớ mà muốn đọc muốn téo hồng. Lẩu Tắc Lắc giống như là của giống như cái tên của người Trung Hoa vậy đó, cái tên đó của người Trung Hoa hay sao, cho nên ở đó đẹp lắm nhưng mà không có nổi tiếng bằng cái chỗ Đâm Nơn Sa Đuộc này, nhưng mà nó cũng rất là lạ đó, mình sẽ qua đó review thêm nha. Lẩu Tắc Lắc bây giờ mình order nước cho chị đó đã, xong rồi mình review khách sạn ở đây cho mọi người rồi đó. Ở đây có đa phong phú lắm á, thích lắm á mọi người. Có cà phê đó hồi nãy Johnny review rồi đó, mọi người coi thơm khảo sau nha. Cái Johnny nó dài dòng quá. Đây, nó có cái đây best seller nè, 350, cái ổ bịp hình cây gỗ mua cho mấy đứa cháu thích lắm nè. Đựng tiền xong mở khóa ra, 350. Nó in hình vẽ hình rồi lên cũng dễ thương quá ha. Doraemon nè, cái Doraemon đáng yêu ghê luôn mọi người ơi. Đây, cà phê rồi quá trời, vẽ hình đẹp quá ha. Cái bụng ống xỉn, ổ bịp, tiếng Thái Lan của bụng ống xỉn. Ổ bịp tiếng Thái Lan giống tiếng Việt quá ha. Doraemon, handmade, làm bằng tay mọi người, vẽ lên dễ thương quá ha. Thích quá. Chị Lâm nói mua mình mua sẽ giảm giá cho mình. Ổ bịp bằng tre 50 bạc rẻ hơn nè, cái kia tới 350 luôn. Cái này cũng vẽ hình đồ lên y chang. Ai không có tiền thì mua cái này 50 bạc thôi. Cái kia 350 luôn. Có tiền là mình mua rồi đó. Đây, mấy cái ly nhỏ nhỏ dễ thương quá ha. Khách sạn nó trưng đồ đáng yêu ghê luôn á. Nó có cái bình đựng đá hồi xưa 50 bạc. Đủ màu hết à. Cái thùng rác nè. Cái thùng rác. Cái này chịu chơi lắm. Ở trong này không có khách mà mở hai cái máy lạnh luôn. Cho mình ngồi nó lạnh ngắt à. Khách ghê luôn á. Cái quán này ok ghê luôn mọi người ơi, có tới cái chợ này thì nên ở khách sạn này nha. Thì đề nghị mọi người ở khách sạn này là được, vừa hát karaoke, được có hát karaoke miễn phí luôn nè. Xong rồi ở ngoài ngắm sông, ngắm chợ, rồi có quán cà phê ăn uống thoải mái. Đây, ở bên kia bán sâm tam buổi tối ngon lắm nha mọi người. Bây giờ người ta đã bán rồi đó. Chị dẫn mình đi ra cái thuyền. Đây, chiếc thuyền của mình nè, mình thuê một chiếc thuyền mình tự đi luôn.
đây mình sẽ đi thuyền, đây một mình trên một chiếc thuyền. Chưa đi mà chị đây sát bên này, chị mời đồ ăn này lúc 9 rồi. Xay cóc, xay cóc. Hả? Xay cóc, xay cóc. Chị nướng chưa đi mà chị nướng chị mời. Việt Nam hả? Ờ, Việt Nam. Một người Việt Nam thế má? Trời. Chị hỏi con người Việt Nam hả? Yeah. Sausage, ok. Hả? Thái sausage. Mấy cái anh kia anh thấy mình đi. Nâng máy, nâng máy. Mình sẽ đi thôi. One hour. Đây, Johnny đang ngồi một mình trên chiếc thuyền. Còn chị này đó, mấy chị Tây đang ăn sát bê này mọi người đó. Yeah. Thích quá. Hồi nãy mắc cười lắm, có cái hai cái anh kia anh muốn đi chung với mình. Mà hai anh trả 400 baht cho chiếc thuyền luôn. Mà thường là mướn một chiếc thuyền là 400 baht đúng không mọi người? Thì tự nhiên mình trả 200 baht rồi. Má ảnh trả cho mình luôn mà tự nhiên bắt là mình phải trả 200 baht thêm. Cái mình không chịu. Cái mình không chịu. Mình thích đi một mình à. Mình trả 200 baht mình đi một mình, tự nhiên có người đi chung mà trả cho mình luôn mà tự nhiên bắt mình trả thêm nữa. Cái mình đi một mình thư giãn hơn, mình không có muốn đi chung với người khác. Ở trên thuyền có bán dù nữa nha mọi người, có dù. บอนใจแล้วมาเออเนี่ยจ่ายมาเนี่ยมันเป็นของบอสอะบอสอะบอสบอสพี่อ่ะแบบมุ้งอย่างนี้ไม่รู้แต่จ่ายแล้วมาบอนใจแล้วไม่ต้องจ่ายต่อใช่มั้ยไม่ต้องจ่ายเอา2คนนั้นมาคนนั้นน่ะเขาจะมาเอาเก็บไม่ได้ không biết bà nói gì á. Nói chung tôi không biết, tôi trả tiền rồi tôi muốn đi mình, tôi không muốn đi chung với người khác. Đây mình đi trên chiếc thuyền nước rồi nè, nước cũng sạch quá ha. Covid cho nên là nó hơi vắng vẻ nhưng mà mình thích đi trên sông nước chiêu chiêu cũng được nha mọi người. Đây. Hello you like. Khôn Việt Nam các. Ờ. Tại bỏ máy xuống. Khó to. Sư to. Khó tăng. Hả? Bỏ lên chiều chiều bếp nâng. Khó to. Mấy người kêu là không có khách mua giùm mình. Mà tôi đâu có mua được nhiều đồ đâu khách. Giờ tôi bán cái đồ ở Việt Nam, về Việt Nam mà. Crop. Xiển na lắc mắt rồi. Có nhạc lên chiều chiều ở máy xứ. Ờ, nhạc lên chiều chiều. Ờ, kinh là lại. Ờ, sao kinh thẳng hả? Mấy do mà mấy... Mấy miệng lại kinh. Mấy miệng lại kinh. Đây, đây là không khung cảnh chợ. Covid nó mình nghiếp mát hả? Nghiếp mát. Tẹp rung ní mình đi qua sao mấy? Mình... Quan sục, quan sáu, quan a thít đi qua. Ngày mai là chợ cuối tuần á mọi người. À, nó sẽ đông. Năng lên chiều chiều máy xứ. Khó thốt nè các. À, chị đã kêu là không có sao đâu. Xứ bà nói là mua một chút thôi cũng được mà, làm gì không mua, ý dạng vậy. Xứ nói. Sawadee khap. Khó thốt. Nhiều đồ quá người ta mời mà mình không mua mắc cỡ thiệt á. Nhưng mà do Johnny, mọi người đừng có cười Johnny nha. Tại Johnny chụp bán hết đồ về Việt Nam á, không có mua được gì nhiều. Đây. Đó. Shop ập đẹp mấy crua lón rồi. Bỏm shop bỏm shop thiểu bỏm anh đâm đâm á. Mấy người cứ hỏi là tôi không có sợ nóng hả? Tôi nói là tôi không, tôi thích cái da của tôi màu đen. Tôi đâu có sợ nóng đâu. Tôi đi Phú Kẹt rồi tôi tắm nắng da mới nâu. Đó, cũng có khách nè mọi người. Khách nước Ả Rập, Xê Út hay sao á. Này mấy cái anh.
rau quay nón là đẹp quá ha. Mango. Mango. Kinh léo, kinh rán cà phê vô. Quá thốt. Mấy người chọc á. Thứ là sao không mua đi đồ rồi. Uống ăn gì nhiều, tưởng ăn gì nhiều cho ai ngờ uống cà phê rồi gì. Dạng vậy. Đây rất là nhiều mặt hàng nha mọi người, sarong đồ Thái siêu đồ quá trời luôn. Chọt từ đây. Mà người ta kêu là đậu vô đây, chọt vô đây, đậu vô đây á, mọi người tiếng Thái giống tiếng Việt không? Chọt chọt vô đây. Đậu vô đây mua cái gì được, lựa cái gì đó. Đó, anh đây anh có cái bình ga trên xe luôn này, trên luôn này. Mua bình ga đồ xài mát chăm mấy đây. Covid xài mát người ta không nhớ mặt cho đeo khẩu trang á, bây giờ Covid người ta đâu có biết gặp mặt nhau mà đâu có biết mặt đâu. Wow, có rất là nhiều mặt hàng đó mọi người, trên thuyền đó không phải cuối tuần mà người ta vẫn mở đó, nhiều mặt hàng không mọi người, chim bay rồi nè. Chim tung bay hót vang trên bầu trời. Về miền Tây gì hoặc lo xí lắm người gõ cổng tiếng giang ngút ngang như cành một cành đồng lúa vàng. Việt Nam á, miền Tây này, về miền Tây hả, giống người Thái, người ta kêu mình là giống người Thái, mượn con Thái đây. Ồ, chuông gió này hả, chuông gió bằng tre nó kêu xiển na lắc mát luôn. Ở đây nó bán mấy cái cầu trai, cầu mây đồ á mọi người, đá cao. Ô, ở trong này đẹp quá ha. Ở nếp à, người ta kêu cua giống người Ấn Độ hả? Việt Nam chứ, hả? Lẹm á hả? Việt Nam lẹm á. À, nón lá. Nón lá. Ờ, nón lá. Hả? Mát pháo hả? Mà im. Dí xì bà. Dí xì bà đó hả? Ờ, mua cho mỏng thôi, thôi mua cho mỏng. À, cuốn kinh máy. À, à, kinh máy cuốn. Cuốn kinh máy. Thầm mày cuốn bọc máy mì à lại kinh. Cúp phóng. Phóng xứ hai, kinh máy. Kinh máy. Xứ hai, sọn. Ao sọn đó. Mua cho bẻ, cho hồi nãy bẻ nói chứ bẻ không có gì ăn hết đó. Do Johnny không có mua mấy cái đồ cho nên cái cô đó, cô chở đi ra cái khu này, chứ cô qua ngược lại. Cô nói không mua đồ đi ra ngoài đây đẹp hơn. Đây. Đây là nhà dân đồ á mọi người, quay cho mọi người coi cái cảnh người dân ở trên này sống như thế nào. Ở đây là có cái thuyền để trên đây nè, người ta giống cái chỗ đậu xe vậy á. Thuyền thì có cái chỗ đậu thuyền cho nó không có nắng á. Nhiều khi nắng nó cũng hư gỗ á chứ ha. Chuối nè. Nhà dân này phơi đồ ngay đây đó. Chú mấy đứa nhỏ ở trước là tắm xong kìa mọi người. Cái này kênh hay là xong, con kênh đó chứ ha. Ủa nhưng mà Tà Lạt me nám là xong mà. Ô con chó dễ thương quá. Đó mấy bà nhỏ tắm xong la từ đằng đó mà tôi nghe rồi đó. Nghe của người dân này ha. Sawadika. Người ta đang làm vườn á mọi người. Wow. Ở trên đây này có hoa súng nè hả. Hoa súng. Nhà người dân xây đẹp ghê á. Xây cái kiểu giống như cung đình nè. Nhà dân mà nhìn giống như nhà của thượng giới thượng lưu. Mái ngói rồi cung đình nè. À, mấy em nhỏ tắm xong có bixi nè, có áo phao. Hồi nãy có cái ông kia ông cầm miếng xốp, ông để cái miếng xốp lên hình chữ nhật ông đi luôn, ông được luôn, ông hay ghê luôn á. K
các em nhỏ đang tắm xong đây. Hello. Hello. My family. Your family. He can speak English. Very good. He took big cock lock 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 lock. Big cock lock lock lock. Sick cup lock lock lock. Oh, nó nói tiếng Anh hay ghê luôn không? Đó mấy cái chỗ đầu thuyền nè ha. Anh ấy chọt rưa hả? Hả? Khan lừa. Khan lừa. À, tiếng Thái là gì? À, mấy hốt. Lừa sẽ ý là cái chỗ mà để đầu cái thuyền cho nó không có bị vô đôn nảm á, không có nước nó không có vô được á. Nắng rồi nó khỏi vô. Cái cảm giác ngồi trên thuyền nó rất là thư giãn nha mọi người. Johnny rất là thích đi chợ cho nên là đi tới cái khu này Johnny rất là thích luôn á. Đó. Đó cái cô đây cổ đội nón nè. À, cô lớn tuổi rồi nè, cô chèo hay chưa? Na lắc mát luôn. Lừa lét lét na lắc hả? Ồ mấy cái nhà dân, mấy người ngủ trưa giữa đây. Rón hả? Non thì ní rón. Mấy người ngủ giữa trước nhà nóng chết không? Đây nhà này, nhà này cũng đẹp ha. Có cây cối rồi xây cũng đẹp kìa. Nhà đây giống như nhà sàn dân tộc ở quê mình ở dưới nó có nó lên cho nước nó khỏi vô ha, rắn nó khỏi bo lại. Anh ấy khấu cua ngu ha. À nắm cua mà. À nắm cua mà nó mới thủng. Ờ. Ờ thì đầm đầm hả? Tè anh ấy mì ngu mày. À. Tua ngon tua thon. Rú chặt tua ngon tua thon hả? Mấy rú chặt văng mấy hển lên. À. Đây bố và con tắm xong. Năng mô tô sai hả? Bên khắp. Sawadika. Sawadika. Thác nát Ratchaburi khắp. Chai. Đó chỗ ở con rắn. Có không phải con gì cái sao ở bên đây nó sống vậy đó mọi người, cái con gì á, con tắc kè Lisa hả? À tua thon hả? Cái con đó là con tua thon hả? À quá sủi. À โอ้ เดี๋ยวไปส่งขึ้นรถเมล์ให้ได้จริงเหรอถึงว่านั่งมอเตอร์ไซค์ได้เปล่าอ่านั่งได้เดี๋ยวพาไปส่งนั่งมอเตอร์ไซค์แบบไปละเอ้ยนั่งรถเมล์ไปลาดบุรีอ่ะอ๋อรถเมล์มีเหรอมีนี่มันสามโมงแล้วเดี๋ยวกลับไปก็กลับไปถึงก็ไปส่งลงละไปส่งขึ้นทางขึ้นรถอ่ะอ๋อแล้วใครว่างกาแฟขัดแสงเนี่ยมองเงยจ้า Ở ngoài là gì đó Johnny đang đi trên thuyền thì thấy cái quán cà phê của mình nè. Đây ở buổi tối. À có ta lạt thi ươn á chứ ở này á lưng. À là tắc lắc á. Ờ. Xong này là tắc lắc có đây. Đi mọi cho mọi người coi cái chợ tên lầu tắc lắc, cái chợ nó giống như. Hả? เดี๋ยวพายไปนะไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวเธอก็เดินย้อนกลับมาทางเนี้ยอ๋อๆย้อนมาอ๋อๆไม่เข้าใจหมายถึงว่าไปขึ้นปลายตลาดแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับมาผมเดินกลับได้ฮัลโหลอายๆโอ้เกาแก่เหรอตาจับปลาเหรอ ของตกอ่ะฮะรึกโดมมั้ยเค้าจะเกาไอ้โดลง
Đó, Lao Tắc Lắc nè mọi người, là cái chợ đây nè. Cái tên đọc khó đọc quá ha, nhưng mà mình biết cái đọc được liền rồi. Lao Tắc Lắc. Lao Tắc Lắc Main Market. Mình đang ở chợ Lao Tắc Lắc nha mọi người ơi. Buổi tối nó lên đèn đẹp lắm á. Tiếng Hoa không à, đúng rồi, cái chỗ này là tiếng Hoa cho nên nó mới tên, cái tên khó đọc người á. Lao Tắc Lắc, cái tên này giống như gì ông nhau có thì chết sẽ cấm cấp mi bơ môi giấc sông. Rồi không nè. Yep, we'll see song. New one, what I need you. Good shot. Đang đi ở chợ người Hoa cho nên hát tiếng Hoa mọi người. Trên mấy cái lồng đèn là có cái chữ tiếng Hoa không á. Lao Tắc Lắc là chứ khoảng tà là tè khoảng mương chinh chả mà mương thai tại vì bên thao chinh dù thao chinh dù mương thai của người Thái nhưng mà là người Trung Quốc đâu ở cho nên nó mất cái tên như vậy nè. Cái cô đó của bán chuối nhiều quá trời luôn mọi người. Khó bọt ở lại không lúc lò à lúc lò à lúc lò đã kêu thay style có lúc lò lò á hả handsome English smart smart handsome smart là thông minh. Cái bà đã bà kêu con trai đẹp quá lúc lò là bán chuối quá trời luôn hả clui hả kháo khải hả kháo khải hôm nay sao mà hôm nay cái chờ hả clui tháo rải nừng nừng vị สี่สิบป่ะเหรอเหมือนกันแม่กล้องก็สี่สิบนั่นเดี๋ยวเอากล้วยนั่นน่ะไปกินผมมีเยอะผมซื้อในแม่กล้องนะรถไฟแม่กล้องนะทางรถไฟแม่กล้องสี่สิบเหมือนกันไม่ก็แง่ ở đây nó phải cao lên do cái nước á nước lũ nhiều khi nó dâng lên đó mọi người.Đây rồi, mình tẹt mấy nước sông này mọi người. Nước ở đây cũng sạch quá không? Mình sạch ha. Sạch, nước này cũng sạch. Hồi nãy thấy cái anh kia anh bán nước, một cái can nước là 12 bạt. Tại vì mấy cái nhà này không có nước, uống cái nước ở trong cái đây không có sạch á, phải bán mua nước đó mọi người. Cái người bán nước là 12 bạt một can. Chà. แต่นี่ต้องเอาเรือไปเก็บนู่นเอาไปเก็บที่บ้านเจ้าของไม่แค่แง่เอาจนซ่องก็บันอีนก็ฮะมองเลยMình vừa đi thuyền xong rồi mình lên cái chùa ở chỗ đây nó có cái quách đó mọi người. Cái quách gì không biết nữa. Đây.Cái một cái ở cái khu mà sông nước đó, cho nên là cái khu này nó có dừa nước đó mọi người. Mấy cái dừa nước này không biết phải dừa thốt nốt là dừa nước không ta. Chứ thấy ở đây người ta bán mấy cái đường thốt nốt thành cái cục tròn tròn nhiều ghê lắm. Đây dừa nước người ta trồng là trên nước này nè, xong rồi mấy cái đắp đắp thành mấy cái bịch đất đó. Mấy cái cây lùng lắm mà sao mấy cái cây chỗ này nó cao, mấy cái cây lùng chủng giống như có một mét à.Đó, đúng rồi nè, 1 mét là cây 1 mét bên đây nè mọi người. Nó lùng lắm, nó lùng cỡ như trò ni vậy đó. Cây dừa có 1 mét rồi thấy không? 100 bạc quá rẻ luôn mọi người ơi. Chú mấy con. Trời ơi, 100 bạc là giống như 70 ngàn, 80 ngàn mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 con luôn. Bây giờ nước mắm ngon lành. Ngắm xong ngắm cảnh rồi, chiêu chiêu nè mọi người. Quá đã luôn, buổi tối là có đèn lên nhưng mà do Covid á. Vì là hôm nay không phải cuối tuần người ta không mở lên.
Đây Johnny mua chè của cái cô này. Đó, cô này bán chè này mọi người, chè Thái Lan này đó. Cô đã đậu trên thuyền mình ăn bên kia kìa, mình ngồi bên đó. Xong cô mình thấy chè mình mua. Đây đá. Hỏi vô.